nên làm gì khi bị ông tấn công? Sớm nhận diện những hành vi khác lạ của ông và xử lý đúng cách. Đây là những điều cần nhớ nhằm giúp bạn tránh khỏi cuộc tấn công của bầy ông. Đừng khua tay xua đuổi đàn ông. Theo tiến sĩ Justin O. Smith, một nhà côn trùng học có chuyên môn về côn trùng và động vật chân đốt, đa số mọi người chưa có kiến thức đúng về cách thoát khỏi đàn ông. Điều này đến từ phản ứng đầu tiên của chúng ta khi bị ông tiếp cận, là xua tay hoặc cầm một vật gì đó vung về phía chúng, để đuổi chúng đi. Thật không may, đối với loài ong, điều đó không báo hiệu, biến đi. Đây thực tế là dấu hiệu giống như một kẻ săn mồi to lớn sắp tấn công chúng. Nếu tổ ong ở gần đó, bạn sẽ gặp nguy hiểm, vì ông có xu hướng bảo vệ tổ của mình. Đừng làm vậy, Smith nhấn mạnh. Những con ong cảm thấy bị đe dọa và phản ứng tự nhiên của chúng là cùng nhau lao về phía bạn để bảo vệ ông chúa cũng không có ích gì nếu bạn giết chết một con ong. Bởi điều này sẽ khiến con ong bị giết sẽ tỏa ra mùi báo động và đồng loại của chúng đến hiện trường để tìm hiểu. Chạy và nín thở. Vậy, nếu chúng ta không thể phản kháng lại chúng, điều cần làm là gì? Theo hướng dẫn của công viên quốc gia Saguaro, thuộc Bộ Nội vụ Mỹ, nếu một đàn ong nghĩ rằng bạn là kẻ săn mồi, trước tiên chúng sẽ cử một vài ong thợ tới để truyền thông điệp cảnh báo biểu hiện của chúng giống như đang hút đầu vào bạn theo các chuyên gia khi thấy ông làm điều này đó hoàn toàn không phải ngẫu nhiên nếu nhận được thông điệp này hãy lập tức rời khỏi khu vực lân cận vì thứ tiếp theo xảy đến có thể là cuộc tấn công toàn diện của bầy ông trên thực tế với loài ông bản năng nguyên thủy nhất của bạn chạy luôn chính xác đừng ngần ngại bỏ chạy đừng chống lại chúng tiến sĩ smith chia sẻ Tất cả nỗ lực của bạn sẽ khiến hàng trăm con ông khác tiến đến. Tiến sĩ Smith cũng cho biết giác quan chính của ông là cứu giác. Nghĩa là chúng có thể điều hướng thông qua mùi hương. Tận dụng điều này, bạn có thể tránh khỏi tầm ngắm của ông bằng cách nhịn thở. Nếu bạn nhịn thở, bạn có thể làm mù chúng trong giây lát. Hãy tận dụng cơ hội để trốn thoát khỏi chúng, tiến sĩ. Smith nói. Sự nguy hiểm của ông. Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, CDC, trong giai đoạn 2000-2017, chỉ riêng tại Mỹ đã xảy ra tổng cộng 1.109 trường hợp tử vong do ông Bắc cày, ông Bắc cày và ông đốt, trung bình hàng năm có 62 trường hợp tử vong. Số ca tử vong dao động từ mức thấp nhất là 43 vào năm 2001 đến mức cao nhất là 89 vào năm 2017. Trong đó, khoảng 80% số ca tử vong là ở nam giới. Nọc độc từ ong có thể giết chết một người trưởng thành chủ yếu do phản ứng sốc phản vệ. Điều này xảy ra khi hệ thống miễn dịch giải phóng một lượng lớn chất trung gian để hóa giải nọc độc. Phản ứng này của cơ thể có thể gây sốc, thậm chí đe dọa tính mạng. Theo thống kê tại một số khu vực trên thế giới, tỷ lệ sốc phản vệ ở châu Âu khoảng 4, 5 ca 1 10.000 dân, Mỹ là 58,9 ca 100,000 dân việt nam dù chưa có số liệu thống kê nhưng thực tế ghi nhận có nhiều ca bệnh tử vong do sốc phản vệ